đầu tiên Esai, và trong sách của tiên tri Esai này nói về cái thời kỳ mà dân Israel bị lưu đày và sống trong những cái sự tuyệt vọng chán nản. Có những cái đoạn rất là giống như là bi ai đó. Họ nói là họ ngồi ở trên bờ sông Babylon mà khóc rồi mơ về Jerusalem vân vân, nhưng mà Chúa cũng không để họ gọi là thất thất vọng gì lâu. Nhưng mà Chúa sai tiên tri Esai là một người hết sức là sẵn lòng với lại công việc của Chúa, và ông luôn luôn khi mà Chúa gọi thì ông nói là xin xin hãy sai sai con và con sẽ đi rồi. Và sách Esai cũng là cái sách được chính Chúa Giêsu mở ra và đọc khi mà Ngài bắt đầu cái chức vụ của Ngài. Rồi bây giờ chúng ta và trong sách Esai rất là nhiều đoạn nói về đấng Messi sẽ được sinh ra như thế nào, Ngài sẽ chịu khổ như thế nào, Ngài bị thương tích như thế nào. Thì những cái đoạn tiên tri 53 thì chúng ta thấy rất là quen thuộc, được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và coi như là luôn thường thường là rất được hay sử dụng đến khi mà chúng ta nói về cái chức vụ của Chúa. Rồi bây giờ tới Jeremy, thôi giờ để mình đọc đi cho nó lẹ, chúng tôi là để cho mình mở ra chứ bấm cái gì nữa nó lại đi đâu nữa làm. Thì chúng ta biết là tiên tri Jeremy sống vào khoảng nửa cuối của thế kỷ thứ 7 và nửa đầu của thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng sinh. Thì trong suốt chức vụ lâu dài của ông, Jeremy đã cảnh cáo dân sự Chúa về những tai họa kinh khiếp sẽ xảy đến với đất nước vì gì? Vì tội lỗi và sự thờ hình tượng của họ. Ông vẫn còn sống để thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm với sự thất thủ của Jerusalem vào tay vua Nebuchadnezzar của Babylon, sự hủy phá thành và đền thờ, cùng việc lưu đày vua và dân chúng thuộc vương quốc Juda qua Babylon. Jeremy cũng nói tiên tri về cuộc hồi hương và sự khôi phục đất nước Israel. Thì sách Jeremy cũng là chia là các phần, là thứ nhất là Jeremy được kêu gọi, thứ hai là sứ điệp của Chúa cho vương quốc Juda, thứ ba là một số tư liệu hồi ký của Baruch, tức là thư ký của Jeremy, bao gồm những lời tiên tri khác và những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Jeremy. Thì rồi phần thứ tư là sứ điệp của Chúa cho các nước, và phần thứ năm thì có bản phụ lục lịch sử ghi lại sự sụp đổ của Jerusalem và cái cuộc lưu đày qua Babylon. Thì ngược lại với lại Esai thì Jeremy lại là một cái con người rất là nhút nhát, dù lạ, và ông rất là nhiều tình cảm. Thì chúng ta biết là ông, trong những cái lời tiên tri của ông á, là ông nói vậy là ông khóc tuôn giọt lệ rồi này kia, và ông khi mà Chúa sai ông thì ông nói là ông không xứng đáng, ông không muốn đi. Thành ra chúng ta cũng đều thấy thí dụ có hai tiên tri thôi là mà chúng ta nói tới, thì hai tính cách của hai người đều không giống nhau. Có người thì sẵn sàng nhưng mà có người lại rụt rè. Tuy nhiên cái kết quả cuối cùng là họ cũng sẵn lòng bất kể những cái gọi là cái tính khí của mình, cái personality của mình này kia, dù là rụt rè hay là hăng hái hay gì, nhưng mà họ vẫn nghe lời của Chúa và họ đi cho Chúa cho đến cuối cùng của cuộc đời của họ. Thì nhiều khi chúng ta nghĩ ở trong hội thánh cũng vậy, chúng ta có những người có những cái tính khí khác nhau, có người thì nhiều khi phải có người thí dụ kêu một cái là sốt sắng làm liền, nhưng mà có người thì cũng phải được nhắc nhở, được khích lệ nhiều lần thì mới làm. Thì chúng ta thấy cái đó là cũng là một cái điều bình thường thôi, nhưng mà chúng ta coi ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuối cùng là cái quyết định của mỗi người là cũng vâng theo lời Chúa và cũng làm tròn cái phần sự Chúa giao cho mình. Thì đã làm thì
ông đó, lời vĩ đại nhất trong cái sách của Jeremy là hướng đến thời điểm xa hơn, cái thời gian khó khăn của chính Jeremy khi sẽ có một giao ước mới, là giao ước cho con dân Chúa sẽ vâng giữ mà không cần ai nhắc nhở họ, bởi vì nó được viết ở trong tấm lòng của họ. Thì đó là ở trong sách ở trong chương 31, từ câu 31 tới câu 34. Một cái đoạn nữa mà chúng ta thấy cực kỳ gọi là gì, popular, là phổ thông và hay được nhắc đến đó, là chúng ta có nhớ cái đoạn Jeremy 29 không, là cái gì, có ai nhớ không? Chúng ta nhớ là Jeremy 29 là mà mọi người là thường thường là có cái gì ấy là cũng hay hay nói cái câu đó lắm đó. Tại vì 29 câu 11, vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các con, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các con chứ không phải tai họa, ta sẽ ban cho các con một tương lai đầy đầy hy vọng, phải không? Thì cái đó là chúng ta cũng rất là hay dùng và trong rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Thì đó là chúng ta thấy dù là ở trong cái thời kỳ khó khăn bị lưu đày, hay là có thể giống như chúng ta có thể trong thời kỳ khó khăn bị những cái khủng hoảng về mọi thứ, hay là chúng ta không biết là tương lai mình sẽ đi về đâu, thì cái lời khích lệ này luôn luôn là cho từng người trong chúng ta. Chúa biết và Chúa nắm cái chương trình Chúa hoạch định cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và cái chương trình đó là chương trình để mang cho chúng ta thịnh vượng trong mọi sự. Thịnh vượng không chỉ là về phần gọi là vật chất, nhưng gọi là thịnh vượng trong mọi sự, về cả tâm linh, về cả đời sống sung mãn trong Chúa. Thì đó là cái tương lai mà Chúa hứa cho mọi người theo Chúa. Thành ra chúng ta cứ dùng những cái lời Chúa hứa đó và là những cái lẽ thật đó để mà chúng ta gọi là khích lệ lẫn nhau nha. Thì đó là về cái ông cái sách của tiên tri Jeremy. Bây giờ chúng ta qua sách cái này thì ngắn thôi, cái đại thư của nó, tức là sách Ai Ca hay là Ca Thương, là cái bộ sưu tập gồm 5 bài thơ than khóc về sự sụp đổ của thành Jerusalem vào năm 586 trước Chúa, cùng cảnh đổ nát và lưu đày của dân Do Thái. Và dù cho cái trạng thái như là đau buồn này coi như là gần như là chiếm hết những cái phần của sách, nhưng vẫn có những lời nhắn nhủ tin cậy nơi Chúa và sự hy vọng cho tương lai. Và những bài thơ này được dân Do Thái sử dụng trong sự thờ phượng khi mà họ có những ngày kiêng ăn hàng năm và cái lễ tưởng niệm về cái sự sụp đổ của thành Jerusalem. Đó thì là đây là cái sách chính giữa của hai sách, đó là sách Ca Thương. Thì cái sách Ca Thương này thực ra nó cũng rất là ngắn thôi, là chỉ có như là có 5 đoạn thôi ha, thành ra chúng ta ngắn. Nhưng mà rồi chúng ta bây giờ chúng ta qua một cái sách nữa tương đối cũng là rất là nổi tiếng ở trong cái những người đọc về hay là học về để mình mở ra cho nó lớn một chút, chính anh cũng không thấy được. Nói về tiên tri mà thực sự đó các anh chị em, nếu mà chúng ta bỏ đi những cái sách tiên tri đó thì chúng ta bỏ hết chắc gần 1/3 của Kinh Thánh rồi, tại vì không phải chỉ là những cái sách mà vào tiên tri ở trong Cựu Ước, nhưng mà ngay cả Tân Ước cũng có một cái sách rất lớn là sách Khải Huyền. Thành ra hành nghĩ là dù là chúng ta có rất là nhiều đề tài khác nhau ở trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua những cái sách tiên tri, vì nếu mà không có nó đó thì là chúng ta cũng sẽ không biết điều gì
mà đang chờ đợi, cũng như là cũng không biết điều gì đã xảy ra. Vì tất cả những cái điều đó là đều có nói ở trong trong các sách tiên tri này, và cực kỳ quan trọng cho chẳng những là niềm tin mà cũng như là cái sự hiểu biết, cái sự nắm vững của chúng ta về những cái phần khác nhau của Kinh Thánh, những cái đề tài rất cực kỳ phong phú của Kinh Thánh. Thì bây giờ cái sách ACGA này đó, cũng rất là cũng ở trong cái thời gian đó, là cái thời gian mà dân Do Thái sống ở Babylon, và cái khi mà cái sách này á, nó có những cái phần rất là hay đó các anh chị em, và có những cái biểu tượng đó là nó nói về cái đống xương khô mà được phục hồi trở lại. Thì khi mà thành đến Do Thái và đến cái nơi đó mà họ để là kỷ niệm cái chỗ mà người Do Thái bị Đức Hốt Xã giết đó, thì ở trên cái chỗ mà bước vào đó đó là có một cái hàng chữ thật là lớn trích từ trong sách ACGA này, tức là Chúa đã gắn thịt vào các bộ xương là để cho nó sống lại. Thì đây cũng là một trong cái những cái sách rất là quan trọng ở trong trong những sách tiên tri. Và cái sách này cũng nói về có rất là nhiều những cái hình ảnh gần gần giống như là những cái hình ảnh của trong sách Khải Huyền vậy đó, nói về những cái cherubim rồi những cái con người có những cái cánh rồi có những cái hình tượng mà giống như là không phải là bình thường, rồi có những cái cổ xe vân vân. Thì cái sách này rất là hình tượng, và nếu mà ai mà mê mà đọc tiên tri đó thì cái sách này sẽ là những cái đề tài vô tận để cho tìm hiểu. Thì nhưng mà giống như là gọi là gì, nó đôi khi nó cũng hơi gọi là gì khó, chứ tại vì nó không có dễ dàng để mà nghe hay là hiểu như là những cái mà những cái đề tài phổ thông mà chúng ta nói là giống như trong đời sống hàng ngày đại khái như vậy đó, là này kia, thì nó hơi hơi khó khó hiểu. Nhưng mà giống như là ở trong ACGN nó cũng nói về những cái con sông chảy ra từ đền thờ, giống giống như là ở trong sách Khải Huyền vậy đó. Thì nếu mà có dịp mà chúng ta nghiên cứu cái sách này thì chúng Hành nghĩ là cũng cũng rất là hay. Nhưng mà và có những cái khải tượng về về thiên đàng thì là đều ở trong sách ACGN này nha. Thì đó là cái đại cương của sách ACGN. Chúng ta đi qua cái sách thứ năm là sách Daniel. Thì Daniel đó là chúng ta đọc, chúng ta biết ông chỉ là một đứa trẻ khi mà ông bị bắt, khi mà coi như là khi mà Jerusalem sụp đổ rồi, họ Babylon xâm chiếm, bắt những cái phu tù, rồi bắt ông về làm phu tù, vân vân. Thì Daniel chỉ là một đứa trẻ thôi. Và khi mà Hạnh nhớ có coi một cái phim mà giống như là nó để lại cái ấn tượng cho mình rất là nhiều, đó là giống như là bắt mở đầu cái cuốn phim đó là quân giặc vào và giằng co và kéo cái tay của Daniel từ từ tay người mẹ của ông ra, thành ra là ông bị đưa và đến đi đày ở một cái lứa tuổi rất rất là nhỏ, chứ chứ không phải là đã là những người lớn tuổi thành đạt như là các vị khác như là Esai hay là Jeremy. Thì chúng ta cũng biết đó là chẳng những là Daniel, nhưng mà luôn luôn có câu chuyện gì Daniel và ba người bạn, phải không?
đó là bị ném vô lò lửa như thế nào, rồi sau đó là bà chúa cái đã cứu họ họ như thế nào. Thì cái sách Daniel này đó là được viết trong thời kỳ dân Do Thái chịu đau khổ dưới sự bắt bớ và đàn áp của các vua ngoại giáo. Qua những câu chuyện và cải tường trong sách, tác giả khích lệ dân chúng về niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh đổ kẻ bạo tàn và phục hồi chủ quyền cho dân Ngài. Thì sách có hai phần chính là câu chuyện về Daniel và các bạn đồng cảnh ngộ bị lưu đày nhờ đức tin và sự vâng lời Chúa đã thắng hơn các kẻ thù. Và những cái câu chuyện này nằm trong bối cảnh của thời kỳ đế quốc Babylon và Ba Tư, phải không? Thì một cái thứ hai nữa đó là cực kỳ quan trọng, đó là một loạt khải tượng mà Daniel đã thấy đó. Chúng ta cái câu chuyện về Daniel cũng rất là hay. Qua những cái biểu tượng mà Chúa cho ông thấy rồi ông giải thích như thế nào, thì một trong những cái biểu tượng đó đó là cái hình một cái tượng phải không, là cái đầu bằng bạc bằng vàng gì gì đó, hành không nhớ được rõ đâu, nhưng mà khi hồi đó đọc và học đó cũng thấy rất là hay. Thì tức là cái đầu đó bằng vàng đó là của vua bây giờ, nhưng mà cái thời kỳ của vua sẽ không còn mãi mãi như vậy đâu. Thí dụ chúng ta biết, thí dụ giờ mình nói bây giờ Mỹ đang là số 1, giờ lại có một cái người tiên tri nào đấy nói là vài năm nữa Mỹ sẽ sụp đổ và bị chia ra làm rất nhiều nước khác. Chúng ta có tin không? Chắc là không phải không? Nhưng mà chính Daniel đã được Chúa cho thấy là cái đế quốc lớn nhất bây giờ là Ba Tư là sẽ bị sụp đổ và sau đó sẽ bị chia ra như thế nào. Và cái cuối cùng á, là cái mà ấn tượng nhất với các anh chị em là cái 10 ngón chân là bằng đã, cái gì đá cát đất sét gì chồn nhau đó. Thì 10 cái ngón chân đó đó là nó kể về khi mà cái đất nước cái đế quốc đó bị tan vỡ sẽ chia ra 10 nước, và 10 nước đó là bắt đầu là hình thành các nước ở Âu Châu hiện nay đó. Thì khi mà nếu mà chúng ta có dịp mà chúng ta học về những cái đó đó, nó cũng rất là hay, tại vì nó cho thấy được rằng rõ ràng đó là cái gì, là cái mà hành đi đến cái phần cái kết thúc này. Thì bây giờ ứng dụng của các sách tiên tri cho cơ đốc nhân, cho con cái của Chúa ngày hôm nay là thấy chúng ta thấy được cái gì qua những cái sách này, tức là hành rút lại là ba phần thôi, tức là bàn tay của Chúa điều khiển lịch sử nhân loại. Chúng ta cứ nhớ vậy đi. Bây giờ dù là có biến cố nào, hay là có ai làm tổng thống, nước nào là thịnh vượng nhất, hay là chúng ta sợ là cái gì Trung Hoa sẽ xâm chiếm thế giới hay là gì, tất cả những cái đó không thể nào mà ra khỏi cái bàn tay của Chúa được, các anh chị em. Và nếu mà chúng ta là con cái của Chúa đó, thì tất cả những điều này cũng không làm cho chúng ta rúng động. Nên khi mà chúng ta thấy tất cả những cái lịch sử, hay thấy những cái sự lo lắng của con người về điều này, điều kia, này kia, chúng ta hãy cứ bình tâm và chúng ta tin rằng, tin chắc rằng tất cả những điều đó đều nằm ở trong cái bản vẽ của Chúa cho nhân loại, và các nước sẽ lần lượt có cái vị trí của họ ở trong lịch sử thế giới. Có những cái vị, và không có nước nào trường tồn lâu đời, nghĩa là mãi mãi đâu. Thì cái câu số 2, cái điều chúng ta thứ hai mà chúng ta rút ra được đó là gì, là các tiên tri được sử dụng để cảnh báo và hướng dẫn đời sống của dân sự của Chúa. Thành ra trong mỗi thời kỳ Chúa đều có sắm sẵn những người được cái sự soi sáng của Chúa, họ nói những cái lời và những cái điều mà để cảnh báo dân sự và hướng dẫn cái đời sống của dân sự.
thì chúng ta cần cần phải lắng nghe. Và cái ứng dụng thứ ba mà chúng ta có thể thấy được từ coi như là bốn vị ở đây mà chúng ta thấy Esai, Jeremy, Ezechiel và Daniel là dù là ở lứa tuổi nào chúng ta cũng sẽ được sử dụng cho công việc của Chúa. Và những cái tấm gương ở trong lịch sử đó là những cái bài học cho tất cả chúng ta. Và có thể có những cái mà chúng ta nghĩ rằng có cái gì mà gọi là đau buồn hơn khi mà một đứa bé bị gọi là lôi ra khỏi vòng tay của cha mẹ để mà bắt đi lưu đày ở một xứ khác, các anh chị em phải không? Chúng ta thấy sao bây giờ mình quá sướng, con cái chúng ta cũng được an lành, mọi người cũng được, chính chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là điều đã xảy ra và Chúa sử dụng mọi trường hợp, dù là những cái nghịch cảnh của lịch sử để đem lại những cái ích lợi cho công việc của Chúa. Và Chúa sử dụng những con người mà gọi là sẵn sàng cho công việc của Chúa. Cũng giống như ông Daniel này, dù là ông qua từ hồi còn trẻ lắm rồi này kia, nhưng mà sao ông vẫn rất là cẩn thận để theo đúng những cái mà ông đã được nuôi dưỡng từ lúc còn còn trẻ, tức là ông không ăn những cái đồ ăn mà gọi là ô uế, gọi là unclean đó. Nếu mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy ông còn nói là bây giờ cứ cho việc cho tôi ăn ăn chay theo cái sự hướng dẫn của Chúa, rồi cứ so sánh thôi, tôi có mạnh khỏe hơn, tôi có khôn ngoan không, thì rõ ràng ông được mạnh khỏe và khôn ngoan hơn tất cả những người ăn những cái đồ ăn tốt nhất theo cái quan điểm của con người và theo cái tiêu chuẩn của vua Chúa thời bấy giờ. Thành ra mình thấy này rất là gọi là rất là quan trọng là những cái điều mà chúng ta tạo cho con của mình, hướng dẫn các con của mình như thế nào để mà dù xa nhà, dù trong cái hoàn cảnh như là bất như ý, hoàn cảnh đau buồn như thế nào, vẫn đứng vững ở trong Chúa, vẫn giữ niềm tin của mình qua cái lối thực hành đời sống hàng ngày. Thì cái đó là những điều mà Hạnh có ngày hôm nay để chia sẻ.